Chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Với mỗi chúng ta thì giấc ngủ đều rất quan trọng. Nếu như sau một ngày dài làm việc và bạn lại không ngủ được, thì chắc chắn là cơ thể của bạn sẽ trở nên mệt mỏi và thiếu sức sống rồi. Bạn không thể nào sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể cũng như là dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên thì với sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm và giải quyết được vấn đề này. Cao linh chi đông trùng hạ thảo là sản phẩm được xuất xứ từ Hàn Quốc. Ờ sản phẩm này thì được kết hợp chính từ hai loại dược liệu quý hiếm là linh chi và đông trùng hạ thảo. À, hai loại dược liệu này thì được xem như là thần dược không chỉ đối với sức khỏe hay là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nhất định mà nó còn được sử dụng trong việc điều trị chứng mất ngủ như kiều anh vừa mới nhắc trên đây cao linh chi đông trùng hạ thảo thì có khả năng là lưu thông khí huyết tăng cường khả năng là hấp thụ oxy cho tế bào thần kinh giảm căng thẳng mệt mỏi hay là giúp cho người cao tuổi dễ đi vào giấc ngủ ngủ ngon và ngủ sâu hơn và tất nhiên thì chứng mất ngủ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà cả người trẻ tuổi hay trung niên đều có thể là mắc phải căn bệnh này. Và tất nhiên chứng mất ngủ thì không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn xảy ra ở người trẻ tuổi và người trung niên. Căn bệnh này không chỉ gây rắc rối mà nó còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Và khi sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi Đông trùng Hạ Thảo Hàn Quốc này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm vì nó sẽ không xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào hay phản ứng phụ nào cho cơ thể. Có rất nhiều khách hàng khi tìm đến Korea Shop 24 giờ trong tình trạng mệt mỏi, mất ngủ Tuy nhiên thì sau khi sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi Đông Trung Hạ Thảo Hàn Quốc này thì tình trạng mất ngủ của những khách hàng này đã được cải thiện. Trong ngày đầu tiên sử dụng thì tất cả các khách hàng này đều ngủ ngon hơn và không còn chứng mất ngủ nữa. sau một tuần sử dụng thì sức khỏe của họ được cải thiện lên trông thấy, chứng mất ngủ cũng không còn và cơ thể của họ cũng không còn uể oải như trước nữa. Về cách sử dụng sản phẩm này thì vô cùng đơn giản. Mỗi ngày thì các bạn chỉ cần sử dụng 3 lần, và mỗi lần chúng ta pha từ 1 đến 2 thìa cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc với nước ấm hoặc là lạnh đều được. À, các bạn có thể là uống trước bữa ăn 10 phút. Sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc thì có thể là dùng trong nhiều ngày và cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì các bạn cần nên chú ý là sản phẩm này thì sẽ không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi. À, khi sử dụng thì chúng ta cũng có thể là pha thêm một chút đường hoặc là mật ong tùy theo khẩu vị. Ở ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo Hàn Quốc này trong việc là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ thì các bạn sẽ không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một loại thuốc tân dược nào để hỗ trợ chúng ta trong việc mất ngủ nữa cả. Bởi vì sử dụng lâu dài thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Và sản phẩm này không chỉ là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ mà còn tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta. À, ngoài ra thì đối với những người có cơ thể thường xuyên ốm yếu hay là đang mắc bệnh trong quá trình điều trị bệnh hoặc là chúng ta gặp một số vấn đề như là rụng tóc hoặc là da rẻ của chúng ta thường xuyên bị lão hóa nhanh thì cũng có thể là sử dụng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo hàn quốc này à, bởi sản phẩm này thì có thể là hỗ trợ hết tất cả các vấn đề mà kiều anh vừa kể trên à, như vậy thì chúng ta có thể thấy là hiệu quả tuyệt vời của sản phẩm này đối với sức khỏe của con người đúng không ạ à, ngoài ra thì các bạn cũng yên tâm nếu như là đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là được hỗ trợ trong quá trình dùng cũng như là an tâm sử dụng sản phẩm chính hãng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc cũng như là những sản phẩm khác nói riêng Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tới trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được những tư vấn trực tiếp về sản phẩm này. À, và những ưu đãi này thì chỉ dành cho những khách hàng liên hệ qua hotline hoặc là đến trực tiếp cửa hàng như Kiều Anh vừa mới nhắc thôi ạ. Korea Shop 24 giờ thì với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.